này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán tám giải thoát, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận, quán tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận, quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận, quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, hoặc hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán tám giải thoát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận Quán tám giải thoát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận. Quán tám giải thoát hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận. Quán tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát quán pháp môn tam ma địa hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán pháp môn đả la ni hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán pháp môn đả la ni hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán pháp môn đà la ni hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp môn đà la ni hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán pháp môn đà la ni hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán pháp môn đà la ni hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán pháp môn tam ma địa hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán pháp môn đà la ni hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán pháp môn giải thoát không hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán pháp môn giải thoát không hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận